sư huynh người thật sự không đi xem người đi tiễn sư phụ là được lý trường thọ cười nói sư phụ mặc dù không cho chúng ta đi nhưng cũng sẽ không thật sự trách mắng ngươi trong lục đạo luân hồi bàn biểu tình phía sau lý trường thọ liền khôi phục như lúc ban đầu ánh mắt trong suốt khuôn mặt bình tĩnh không nhìn ra nửa phần khác thường linh nga nhẹ nhàng cắn môi muốn nói cái gì đó cuối cùng lại chỉ khẽ thở dài một tiếng xoay người đi về phía trước hai bước một đạo kim quang đang nàng tiếp ra lục đạo luân hồi bàn chợt nghe được nửa tiếng khẽ thở dài bên cạnh lý trường thọ có thêm hai luồng tiên quang hai đạo tiên quang này truy đuổi quấn quanh lẫn nhau hóa thành thân ảnh hậu thổ đại đức mặc quần áo vân y cổ trang ánh mắt mang theo vài phần ôn nhu hiền lành giống như mẫu thân đại địa nhìn chăm chú vào lý trường thọ không đi tiễn một đoạn đường cuối cùng sao hậu thổ nương, nương nhẹ giọng hỏi hai tay đặt trước người chăm chú nhìn thanh niên đạo già trước mắt này đưa hay không đưa, không phải đều như vậy, cũng không thay đổi được cái gì. Lý Trường Thọ đối với hậu thổ nương nương là một cái, chậm rãi thở dài một hơi, ngồi ở bên cạnh bảo trì, thoáng có chút rất thần. Đại đức hậu thổ lặng lặng đứng ở một bên, bản thân phảng phất như hư ảo, không tồn tại ở đây, không tồn tại trên thế gian, tựa như một bức tranh lập thể. Chầm mà không biết bao lâu, Lý Trường Thọ đột nhiên hỏi. Ý chí lưu lại của bàn cổ thần khi nào mới động, hậu thổ dường như không nghĩ tới lý trường thọ lại đột nhiên có câu hỏi này trong mắt kinh ngạc nhoáng lên một cái sao đột nhiên hỏi chuyện này lý trường thọ thu hồi ánh mắt mang theo một chút mỉm cười lạnh nhạt nói chỉ là đột nhiên nghĩ đến sư phụ vừa đi phong thần đại kiếp nạn nên là phải toàn diện khởi động ta sợ đến lúc đó tại thời khắc mấu chốt của đại kiếp nạn đột nhiên phân tâm hậu thổ trầm mặc hồi lâu mới nói đối với việc này người có biết cái gì không một chút không nhiều lắm lý trường thọ chậm rãi nói theo thiên đạo ta hiện tại lý giải nguyên sơ hẳn là ý chí cuối cùng của bản cổ thần cộng minh với đại đạo sinh ra loại sinh linh bảo vệ thiên địa ổn định nhưng có mấy điểm ta không rõ lắm nương nương có thể giải đáp cho ta không ừm hậu thổ nương nương chậm rãi đến gần vài bước thu lại làn váy ngồi ở ngoài trượng giờ phút này khí chất hậu thổ của vị đại đức này có chút mâu thuẫn vừa giống như một vị thiếu nữ không biết thế sự lại giống như một vị trí giả nhìn hết tăng thương nàng nói nếu có thể nói với ngươi ta sẽ cho ngươi biết sau khi tất cả là ngươi gọi ta trở lại từ sự trầm luân ta nợ ngươi một phần nhân quả nhân tình to lớn lý trường thọ cũng không khách khí trực tiếp nói lục đạo luân hồi bàn là một bộ phận của thiên đạo nơi này hẳn là dưới ánh mắt chăm chú của thiên đạo đi có thể là cũng có thể không phải hậu thổ nương nương ôn nhu nói lục đạo luân hồi bàn là đạo thân ta biến thành thiên đạo không cách nào ăn mòn ý chí của ta nhưng ta phải tuân theo thiên đạo ước thúc luân hồi lục đạo luân hồi bàn như thế mới có thể thông qua thiên đạo nối liền ba ngàn thế giới hồng hoang các nơi trong lời nói ngón tay sau thổ tiêm nhẹ nhàng một chút đáy lòng lý trường thọ liền vang lên tiếng gọi nhẹ của hậu thổ ở chỗ này nói thiên đạo liền không cách nào dò xét lý trường thọ đáy lòng khẽ thở dài hậu thổ trong đáy lòng hắn hỏi người đang trách thiên đạo sao hoặc là nói, đối với thiên đạo tồn tại hận ý. Không trách. Lý Trường Thọ nói. Thiên đạo dù sao cũng không phải là sinh linh gì, cừu hận nhất định phải có chủ thể tương ứng, hơn nữa nói cho cùng, việc này cũng chẳng qua chỉ là tạo vật chưa người mặc thôi. Kỳ thật ngươi có thể coi thiên đạo là sinh linh. Hậu thổ nương nương trong mắt xẹt qua vài phần do dự, khẽ cười nói. Đạo của ngươi vừa vặn có thể bổ sung thiên đạo thiếu, đây đại khái là nguyên nhân lão sư cùng thái thanh sư huynh vô cùng coi trọng ngươi ta không thể yêu cầu ngươi thực hiện bất kỳ nỗ lực và cống hiến nhưng nếu có thể giữa sinh linh và thiên đạo giữa tiêu dao và trói buộc cần con đường cân bằng này lý trường thọ cười nói nương nương nói đến tiêu dao hồng hoang có tiêu dao tuyệt đối hay không hậu thổ nương nương ôn nhu nói cái này xem ngươi như thế nào đi lĩnh ngộ lão sư có thể gọi là tiêu dao nhưng bản thân đã không thể thoát khỏi hồng hoang không cách nào cùng thiên đạo cắt ngược lại bị trói buộc ở trong thiên địa, sinh linh tồn tại lâu đời, đạo cảnh đỉnh cao như lão sư, bị giam giữ trong thiên địa, không cách nào đi du lịch ở biển hỗn độn, vốn là một loại tra tấn. Thái Thanh Sư Huynh cũng gọi là tiêu giao, tùy thời có thể rời khỏi hồng hoang, vứt bỏ vị trí thánh nhân, nhưng hắn vì bàn cổ thần ảnh hưởng, tuân thủ ý niệm hộ vệ thiên địa, lại tiếp nhận hồng mông từ khí khống chế. Khống chế? Là ta có chút dùng từ không đúng hậu thổ nương nương khóe miệng mang theo vài phần mỉm cười rõ ràng là cố ý dùng từ như vậy lý trường thọ suy nghĩ một chút cười nói nương nương kỳ thật mới thật sự tiêu dao thiên đạo không cách nào ảnh hưởng đến ngươi thánh nhân đối với người kính ba phần ở trong viến tiểu thiên điện này không câu nệ tiêu dao sao hậu thổ nhìn các nơi nhẹ nhàng ôm lấy kiểu tay mình thân thể hơi nghiêng về phía trước ô nhu nói kỳ thật cũng sẽ có chút nhàm chán lý trường thọ cười cười cũng không nói thêm gì hắn đã có được tin tức mình muốn đó là mấy chữ ăn mòn khống chế coi như sinh linh bỗng nhiên tiểu thiên địa trong lục đạo luân hồi bàn bắt đầu chấn động các nơi tiên quang ai động lý trường thọ đang muốn đứng dậy hậu thổ nương nương lại ý bảo hắn không cần để ý tay trắng làm tiên vân mở ra một mặt phân kính lộ ra một chỗ bảy màu sặc sỡ thùng lộ thân ảnh tình nguyên lão đạo từ con đường này bay qua bộ dáng lão đạo kia bắt đầu dần dần biến mất dần dần hóa thành trung niên đạo giả, thanh niên đạo giả, thiếu niên, hài đồng, cuối cùng hóa thành bộ dáng thai linh, lại hóa thành điểm sáng cỡ đậu xanh, chui vào trong vòng xoáy bảy màu ở cuối thông đạo. Hình ảnh vừa chuyển, u thành luân hồi tiên đảo sớm chớp chớp, từng chùm ánh sáng xuyên thấu tầng tầng lớp lớp khắc vụ trên bầu trời u minh giới, biến mất ở hư vô. Trên lục đạo luân hồi bàn lộ ra dị tượng phi hùng, từng đạo tử sắc thần lôi hóa thành thương long bạch hổ giống giận gào thét. Nam thiểu bộ châu, các nơi bầu trời quang đãng vang lên sấm sét một nhà quý tộc đại thành lại càng cuồng phong đại tác phong vũ lôi điện đồng loạt kêu lên thú trùng kiến đều kinh hãi một tiếng trẻ con khóc thầm lặng vang vọng u minh giới dị tượng khắp nơi lập tức biến mất không thấy quỷ hồn u minh giới nhìn chăm chú vào luân hồi chi địa trong mắt thắp lên hỏa dưỡng khao khát thiên đình cột vàng trước lăng tiêu bảo điện lóe ra đột nhiên bắt đầu chuyển động nhanh chóng nhưng cũng không có bất luận kẻ nào danh hiển lộ ngọc đế ngẩng đầu nhìn đình điện cười khẽ một tiếng nhắm mắt ngưng thần, tất nhiên là vội vàng dùng hóa thân gây sự. Bất quá chỉ chốc lát sau, trên chín tầng trời một tiếng sầm sét. Lý Trường Thọ từng dùng phương pháp vọng khí nhìn thấy, thanh đại kiếp chi kiếm lơ lửng trên hồng hoang thiên địa kia, chậm rãi chìm xuống phía dưới một đoạn, mũi kiếm cơ hồ đặt ở quốc độ thương quốc. Sinh linh tất cả phiền não, tu giả bất an. Trong thái thanh quan, lão giả gầy gò kia mí mắt khẽ mở, nhẹ nhàng thở dài. Tiểu viện tam thanh phía sau ngọc hư cung, nam cực tiên ông thấp giọng lĩnh mệnh, xoay người đi tìm bạch hạc đồng nhi đạo giả dưới tàng cây lại không ngừng bóp ngón tay lông mày hơi nhíu lại ý cười bên miệng dần dần thu liễm nam châu trên bậc thang bạch ngọc của bích du cung thanh niên đạo giả dựa nghiêng trên bậc thang cười khẽ trong mắt xẹt qua vài phần lơ đánh ánh mắt tiếp tục dừng lại trên tiểu linh đang bên cạnh đồng dạng thông thiên giáo chủ cũng bắt đầu bấm ngón tay suy đoán lông mày cũng nhíu chặt lẩm bẩm nói thế tục vương triều nhân tộc thay đổi tương ứng với tam giáo phong thần đại kiếp nạn lấy thần của nhân hoàng điền thiên đình chính thần chi vị trí chống cái này nó thực sự là một chút thú vị linh sơn bí cảnh hai lão đạo mỗi người mở hai mắt một tiếng sư huynh một tiếng không cần sau đó mỗi người đều an tĩnh xuống nhắm mắt không nói trong lục đạo luân hồi bàn lý trường thọ đứng dậy giống như là buông xuống một chuyện tâm sự cả người thoải mái không ít hắn không phải là người mẹ chồng gì nên buông xuống coi như buông xuống. Lý Trường Thọ đại đạo cân bằng thiên đạo cùng sinh linh quan hệ, tìm kiếm sinh linh sinh tồn giữa trời đất, làm thế nào để giảm thiểu ảnh hưởng đến bản thân thiên địa. Ngược lại, thiên đạo lại dùng sư phụ mình cân bằng đại kiếp nạn. Đạo lý rất đơn giản, tiền giáo bên kia có vân tiêu ở đây, mà sư phụ mình sau khi chuyển thế đầu thai, xác suất lớn sẽ bị xiền giáo thu đi. Thiên đạo cho hắn sinh động một bài học cân bằng, thu này hắn nhớ kỹ, phương pháp phá cục sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, ngược lại không cần quá mức rồi dám ở đây. Trò chơi này, nhưng nó chỉ mới bắt đầu. Lý Trường Thọ xoay người nói với hậu thổ nương nương, vừa muốn lên tiếng cáo từ. Hậu thổ nương nương nói. Trường canh, có một chuyện ngươi có thể tấu thỉnh ngọc đế hoặc là lão sư không? Nương nương phân phó. Mới vừa rồi thiên đạo hiển lộ, sát kiếp cuối cùng, sợ là phải ở Nam Ích Bộ Châu, nhân tộc tục thế. Hậu thổ nương nương trong gương mặt tú mang theo vài phần sâu lo phong thần sát kiếp nếu chỉ nhằm vào đạo môn và tây phương giáo có thể ước thúc tam giáo tiên nhân hay không chớ có ở thế tục lạm sát vô tội Phạm nhân tử thương trăm vạn ngàn vạn sinh linh lực tiêu lui cũng xa mới bằng một gã thượng cổ viễn cổ đại năng ngã xuống lý trường thọ nói việc này ta sau này liền tấu thỉnh ngọc đế bệ hạ để ngọc đế bệ hạ đi từ tiêu cung thỉnh đạo tổ pháp chỉ tương đối thỏa đáng ừm hậu thổ nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn ngươi nương nương cần gì phải nói lời cảm ơn. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, lộ ra vài phần ý cười ôn hòa, nói. Phạm nhân bởi vì vô chi mà vô tội, bọn họ có thể cả đời khoái hoạt tự tại, mới thật sự tiêu dao. Hậu thổ nương nương cười mà không nói, Lý Trường Thọ đối với hậu thổ thật sâu là một đạo trật, bị kim quang ôn nhu đưa ra ngoài. Quả nhiên, Lý Trường Thọ thấp giọng thở dài, hậu thổ nương nương cuối cùng vẫn làm tránh vấn đề đầu tiên mình hỏi ý chí cuối cùng của bản cổ thần quả nhiên có liên quan đến chuyện của vũ tộc tính toán tam giáo lý trường thọ đã có ý định nắm chắc bảo thủ ở 8 phần năm nhưng việc này thật sự khó có thể khống chế không cách nào đoán trước hậu quả của nó nếu mình cầu ổn tốt nhất vẫn là bóp chết điểm này không bị mình khống chế và tính toán biến biến hả trước lục đạo luân hồi bàn đang làm cái gì lý trường thọ đứng ở bãi đất trống bên cạnh bàn luân hồi nhìn hình ảnh biển người đông đúc đang tan rã ở phía trước gần hồi nhưng không được nghiêng đầu địa phủ đây là làm một đợt lớn linh nga đứng ở phụ cận vòng xoáy luân hồi giờ phút này đang cúi đầu lau nước mắt cách đó không xa có thể thấy bóng lưng thập điện diêm la kết bạn rời đi cũng có thể thấy bóng lưng một đám quỷ sai quỷ tướng phán quan địa phủ nguyên xoáy rời đi mặt đất còn dài đầy hoa màu xanh u lan đầu cầu trước vòng xoáy luân hồi mạnh bà tiên nhân đang thu cái chén biển cỡ lớn kia mà cách đó không xa lý trường thọ nhìn thấy mặt ngưu đầu ngựa đang ôm cánh tay sách mũ của mình mắng hơn 10 con quỷ sai địa phủ quỷ xuống trước mặt. Mặt ngựa tương đối bình tĩnh, quyền nhủ. Trong lúc vội vàng cũng chỉ có thể tìm được bọn họ, đừng làm bọn họ sợ. Ngưu đầu lại nhịn không được cán răng mắng. Chỉ có trình độ này, các ngươi còn không biết xấu hổ nói là đại thương quốc cung đình nhạc sư thế gia. Có một lão ông bộ dáng, ăn mặc cực kỳ tinh tế quỷ sai khóc lóc kể lể. Nguyên soái, nguyên soái ngài muốn giảng đạo lý. Ngài nửa canh giờ trước tìm được chúng ta, Chúng ta trong lúc nhất thời tìm không được hàng chuông cùng chuông hoa, cũng chỉ có thể thổi đất. Chúng ta nghĩ, tiếng thổ lũy vốn là nước nở, vừa vặn dùng để vi nhạc tiễn biệt. Người đang dạy ta làm việc. Không dám, nhỏ không dám, nguyên xóa tham mạng. Đây là truyền sinh, truyền sinh biết không? Các ngươi ở thế gian không có tính mạng, từ chết mà sinh, khi đó mới là tố vi nhạc. Nơi này là lục đạo luân hồi bàn, đại biểu cho tân sinh cùng hy vọng, các người vừa rồi nên làm chút vui vẻ. Ngươi đang ở đây mỗi ngày, lần này mất mặt ném đến chỗ ngọc đế bệ hạ hóa thân. Ngưu đầu tức giận dậm chân. Ta không phải cổng chiêng cho các ngươi sao, sao ngươi không gõ không thổi, mỗi ngày đều biết toàn bộ những thứ âm u này, nơi này là nơi nào. Âm tào địa phủ. Cũng đúng, ôi, dám cãi nhau. Cách đó không xa, chân lý trường thọ trong mấy đường hắc tuyến, khóe miệng điên cuồng, co giật. Ngọc đế hóa thân. Được rồi, hắn đại khái biết vừa rồi bên ngoài phát sinh chuyện gì liền từ lúc tan tràng đầy trời quỳ ảnh phán đoán nghi thức tiễn việt sư phụ khẳng định dị thường náo nhiệt hang mi cũng được đi sư phụ người này mặt mũi tốt nói vậy vừa rồi cũng là âm sảng khoái một phen tâm tình lý trường thọ không hiểu sao lại tốt hơn rất nhiều đưa tay sau lưng bay đến mặt ngựa đầu ngưu cách còn xa liền cố ý ho khan một tiếng sợ tới mức mặt ngựa đầu ngưu một trận luống cuống tay chân đội mũ chùm đầu bên ngoài thành u đô ngọc đế hóa thân che giấu hành tung lặng lẽ bỏ chạy không hiểu sao có chút cảm giác thuộc dạ trong khi đó tiếng chuông ngọc hư cung ở côn luân sơn vang lên trên đảo kim cao lộ ra tung tích bích du cung xa triển lưỡng giáo hai vị thánh nhân cơ hồ đồng thời triệu tập môn nhân đệ tử cho dù là ở bế quan tu hành thời khắc mấu chốt cũng phải dừng tu hành chạy đi bái kiến thánh nhân thân ảnh nguyên thủy thiên tôn khó có thể xuất hiện trong đại điện ngọc hư cung lặng lặng ngồi ở chủ vị 12 kim tiên nhanh chóng chạy tới các vị phúc đức kim tiên cúi đầu không dám nhiều lời. Bích du cung của thông thiên giáo chủ rất nhanh đã bị một đám đệ tử chặn lại, Tiền giáo được xưng là vạn tiên lai triều, tất nhiên không phải là lời nói suông. Thậm chí, có chút khiêm tốn. Nửa ngày sau, ngọc hư cung nội tọa không có hư tịch, bích du cung nội tiên đầy lo lắng. Từ thời thượng cổ, đã rất ít tình huống như vậy xảy ra. Trong ngọc hư cung, nguyên thủy thiên tôn chậm rãi mở miệng. Thiên địa sinh đại kiếp nạn, tạo hóa hiển phàm trần. Thiên đạo vận chuyển, đại kiếp hiển lộ lần này phong thần đại kiếp nên ở trên nam ức bộ bộ châu nhân hoàng vận vận khí vận tản tụ chư đệ tử ta đều ở trong kiếp nạn phải vào trong đại kiếp nạn đi lên một lần nếu phúc nguyên không đủ số mệnh có khuyết hoặc là nghiệp chướng quấn thân tất nhiên là muốn ứng kiếp nhập bảng vì thiên thư trói buộc thiên đạo hóa sinh vân vân không sai chờ đợi phải chuẩn bị nhiều hơn nữa ứng phó với kiếp nạn này nguyên thủy thiên tôn vừa dứt lời các đệ tử môn nhân xiền giáo không khỏi hai mặt nhìn nhau một vị trung niên đạo giả khuôn mặt đường đường, mặc đạo bào màu bạc, từ chỗ ngồi cúi đầu hành lễ, tất nhiên là văn thủ thiên tôn trong 12 kim tiên. Hắn mở miệng hỏi. Lão sư, kiếp nạn này có thể tránh né không? Phương pháp tránh né tuy có, nhưng không phải viên mãn, nguyên thủy thiên tôn hai mắt mở nửa mở, chậm rãi nói. Đệ tử ta nếu phúc nguyên thâm hậu, có thể thu một hai đồ nhi, sứ đồ thay bản thân ứng kiếp, trình tự nhập thiên đạo là thiên đình tiên thần lần này đại kiếp nạn vốn có ý trung quy là vì thiên đình hướng khởi quản lý tam giới chúng xiển giá tiên nhân đồng thời thở phào nhẹ nhõm có biện pháp tránh né đại kiếp nạn cũng coi như có chút không tệ lại có tiên nhân hỏi lão sư đại kiếp nạn lần này quả nhiên là do nhân giáo trường canh sư đệ chủ trì thiên đạo hiển lộ trường canh đời thiên phong thần không muốn cùng hắn trở mặt nguyên thủy thiên tôn chậm rãi nói dạy nội giáo ngoại không nên có lời trung thương với trường canh. Chúng tiên cúi đầu nói đúng, mỗi người đáp ứng vài tiếng, lại có tiên nhân hỏi lần này tránh né đại kiếp nạn có pháp thuật thần thông gì hay không, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền tiến hành một hồi giảng đạo đã lâu không gặp. Đây là thánh nhân học của diền giáo, cùng với triệt giáo bên kia đồng thời tiến hành đại hội, tạo thành đối lập rõ ràng. Bích Du Cung, thông thiên giáo chủ ngồi nghiêng trên ngai vàng, mặt lộ vẻ khó xử, cau mày. Tiên nhân cả điện cũng không dám nói gì, bắt đại đệ tử, tùy thị thất tiên, tinh nhuệ đời thứ hai đứng trên bậc thang bạch ngọc mỗi người đều có chức bất an đây vẫn là có rất nhiều cao thủ tiền giáo nằm giải rác trong thế giới ba ngàn vẫn chưa kịp thời trở về tỷ như lưỡi nhạc ở thiên nhai bí cảnh chữa bệnh chực dít lên ai thông thiên giáo chủ thở dài nhíu mày nói đại kiếp nạn lần này dĩ nhiên là muốn ở nam châu tục thế vây quanh nhân hoàng thay đổi triển khai ngươi có ý kiến gì không nói chuyện tự do là được chúng môn nhân đệ tử ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cả đám chỉ có thể câm miệng không dám nhiều lời. Ta bảo đạo nhân hỏi. Sư tôn, vì sao không hỏi trưởng canh sư đệ? Không thể, thông thiên giáo chủ lạnh nhạt nói. Trước đây có một đại kiếp tri tử phục sinh, thiên đạo đại kiếp hoàn toàn bị ảnh hưởng, từ giờ khác này trở đi, đã tiến vào chân chính sát kiếp. Thiên ý như đao, tùy thời sẽ chém xuống, nhưng hết thảy đều có dấu vết để theo, lúc này thắng bại vẫn chưa biết trường canh là thiên đình trọng thần chủ trì đại kiếp nạn chúng ta sau này cũng không thể chủ động đi tìm hắn kim linh thánh mẫu hỏi sư tôn chúng ta sao không trực tiếp khai chiến với tây phương giáo trước tiên hóa giải một bộ phận kiếp mệnh không thể vọng động thông thiên giáo chủ thờ dài nói tiệt giáo chúng ta không chấn áp bảo vật giáo vận lúc này mỗi một ý nghĩ của ngươi đều có thể là kết quả sau khi thiên đạo quấy nhiễu kim linh thánh mẫu nhất thời nhíu mày không nói tự mình suy tư triệu công minh hỏi sư tôn kia, có phương pháp tránh né kiếp nạn không? Trước mắt mà nói, bất động là tốt nhất. Thông thiên giáo chủ đạo. Vi sư tư chức nghĩ sao, tránh né đại kiếp nạn chỉ có một cách, thủ. Từ hôm nay trở đi, các người trở về động phủ, đạo tràng tu hành, không thể vọng động, không thể đi lung tung. Có thể chống đỡ được áp lực của đại kiếp nạn lần này hay không, phải xem chúng ta có thể nhịn được hay không. Trấn áp bảo vật giáo vận, vì sư hội tiếp tục suy nghĩ chờ đợi nhớ kỹ không thể đi lung tung chúng môn nhân đệ tử hành lễ ứng thông thiên giáo chủ khoát khoát tay bác đệ tử lưu lại cùng vi sư làm chút bố trí đại kiếp nạn lần đại kiếp nạn này là muốn xuyên suốt tây phương giáo xuất nhân đi thiên đình làm tiên thần chúng ta không xuất người cũng không ổn lập tức chúng tiên nhân hành lễ cáo lui tâm sự của mỗi người nặng nề bích du cung rất nhanh đã bị thánh nhân vận bao phủ thông thiên giáo chủ cùng tám vị đệ tử thương nghị nửa ngày quyết định phái vài môn nhân đệ tử đi nam châu thử nước không bao lâu sau văn trọng cùng hòa linh thánh mẫu lại được chiêu trở về được thông thiên giáo chủ nhiệm trọng trách đây chính xác là phi hùng lâm thế đại kiếp động diệm tiên thu đồ đệ trích tự phong khác với lúc đến khi lý trường thọ mang linh nga rời khỏi địa phủ đi có chút hiềm tốn hắn đối với kim bằng Ngô nói mình mang sư muội đi dạo dày sầu kim bằng tất nhiên là vội vàng đáp ứng dẫn ra hàng nghi trượng tự mình trở về thiên đình trước đây tề nguyên chuyển thế động tĩnh náo loạn lớn như vậy các loại tin tức sớm đã truyền khắp u đô thành cũng hướng tam giới vững vàng lan tràn thập điện diêm quân đưa tiễn địa phủ quỷ tướng tề tụ đại đức hậu thổ ôn dưỡng tàn hồn thánh mẫu nương nương ra tay trọng tố thần hồn liên lụy liên lụy đến cuộc xung đột nam đó bắc châu quyết định vận mệnh yêu tộc thượng cổ yêu đình thái tử lục áp chết thảm thánh nhân từng ra tay giao phong bị vây ở trung tâm của những vòng xoáy này lại chỉ là một gã chọc tiên điều này làm cho đám hồng hoang luyện khí sĩ giờ khóc giờ cười đồng thời cũng vì chọc tiên này ban cho rất nhiều truyền kỳ tính giá vân chậm rãi bay trên sông tam đồ lý trường thọ vẫn chưa tiềm ẩn hành tung cúi đầu nhìn xuống hồn phách nổi lên nặng nề giữa ba con sông hắn đang tìm hiểu những gì và những gì hắn cảm thấy lúc này hắn sau này đại đạo đã là vô cùng rõ ràng nhưng muốn từng bước đi qua lại có rất nhiều khó khăn thiên đạo sẽ ngăn trở đạo tổ sẽ không đồng ý đây chính là lực càng lớn nhất một mực chửi bới lãng tiền bối cho hậu bối ổn định này của hắn tăng thêm rất nhiều khó khăn trong nhân sinh nhưng cũng chính là bởi vì lãng tiền bối lưu lại đủ loại bố trí cho lý trường thọ tiếp theo trò chơi vốn lưỡng trọng yếu tỷ như nguyên thần pháp thứ hai tỷ như con tàu hào côn bằng cùng với thiên ma tôn giả được côn bằng dạy dỗ những thứ này đều đã trở thành trong khối áp chủ bài của lý trường thọ có thể tiếp cận sự tồn tại của đáy hòm hồn phách trong tam đồ hà đến từ ba ngàn thế giới ngũ bộ châu các nơi tổng thể lấy ba ngàn thế giới chiếm đa số dù sao ngũ bộ châu tuy rộng lớn nhưng ba ngàn thế giới gần như vô biên vô hạn Số lượng sinh linh sớm đã vượt qua ngũ bộ châu mấy lần, đây cũng là một điểm thiên đạo cần phải được cân bằng. Ngũ bộ châu số ít sinh linh, chiếm cứ đại bộ phận số mệnh của quần thể sinh linh, chỉ bởi vì ngũ bộ châu là chính thống của viễn cổ hồng hoang, sinh linh đều là từ nơi này đi ra ngoài, cho nên thiên đạo đối với ngũ bộ châu sinh linh tán thành nhất. Lặng lặng cảm thụ một hồi, tâm thần lý Trường Thọ di chuyển trong thiên địa. Hắn vốn là muốn xem ảnh hưởng của chuyện sư phụ đầu thai chuyển thế tạo thành lại ngoài ý muốn chiếm được tin tức sạc chặn lưỡng giáo thánh nhân triệu tập môn nhân đệ tử nghị sự. Quả nhiên, đã được công bố. Sư Huynh, Linh Nga ở bên cạnh nhẹ giọng gọi, cười hì hì tiến lại gần, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Lý Trường Thọ. Kế tiếp chúng ta đi đâu? Lý Trường Thọ nói. Đi dạo một chút trong phạm vi phạm tục, làm chút bố trí. Đi xem sư phụ chuyển thế thân sao? Không, vì sư phụ chuyển thế an ninh, chúng ta tận lực cách xa một chút là tốt nhất lý trường thọ cười nói yên tâm chính là sư phụ kế tiếp sẽ có thiên đạo che chở hơn nữa vi huynh an bài không ít chỗ tốt cho sư phụ truyền thế thân linh nga không khỏi nháy mắt nhỏ giọng hỏi tử vũ thi sư thúc có thể tiếp tục tiền duyên hay không mà xem duyên pháp của bọn họ đi chúng ta làm tiểu bối không nên can thiệp nhiều lý trường thọ cười nói ta chỉ là cha nhân duyên của sư phụ truyền thế thân cho nguyệt lão một chút chỗ tốt Linh Nga mặt ửng đỏ, khẽ nói một tiếng, giơ tay vỗ lên cánh tay sư huynh. Sư phụ giữ mình trong sạch như vậy, ôi, ôi. Lý Trường Thọ cười khẽ vài tiếng, ngồi trên mây nhìn về phương xa, kiếm chỉ hướng về phía trước một chút, mây trắng bay nhanh hơn một chút. Linh Nga tựa vào bên cạnh hắn, ngâm Nga một chút ca dao du dương. Nửa canh giờ sau, trên biển đông. Lý Trường Thọ vuốt cầm suy tư một trận, đột nhiên quay đầu hỏi Linh Nga. Có chỗ nào đặc biệt muốn đi không? Linh Nga chớp mắt mấy cái, rất hiểu chuyện nhỏ giọng đáp. Tam tiên đảo. À, vốn muốn mà người đi dạo ở hồng hoang, sư huynh muội chúng ta nhiều năm như vậy chưa từng cùng nhau ra ngoài du ngoạn, không nghĩ tới người muốn ba người du ngoạn, vậy đi hô. Cái này, cái này, không cần. Linh Nga nhảy dựng lên, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt cổ lý trường thọ, dùng sức lắc, lắc lắc lý trường thọ thành chống đánh chống. Chơi đủ rồi lại đi tam tiên đảo sư huynh ngươi nguyên lai vẫn có lương tâm hứ bổn sư muội nhiều năm như vậy nhẫn nhục chịu nặng cũng không dám nhắc tới cùng nhau đi ra ngoài dạo chơi ách sư huynh ngươi không sợ sợ cái gì linh nga thẳng định nói mai phục ám sát đầu đầu thiên phạt nhân quả cùng với đại năng vô cớ chèn ép ta chính là đại năng lý trường thọ bình tĩnh cười khóe miệng nhếch lên giải thích bận rộn nhiều năm như vậy vẫn không đùa giỡn ở hồng hoang chờ đại kiếp nạn chấm dứt chúng ta rời khỏi mảnh thiên điện này, vậy không phải là thiệt thòi lớn. Linh Nga nháy mắt mấy cái, cảm giác giọng điệu nói chuyện này của sư huynh, giống như là cố ý nói cho ai nghe vậy. Dựa vào sự hiểu biết của nàng đối với sư huynh, lúc này tất có tính toán, sư huynh hẳn là cần dùng loại tư thái kịp thời chơi đùa này, yểm hộ cái gì đó. Đây cũng không phải là nàng cơ trí, thật sự là, hôm nay phần sư huynh, thật sự là quá khác thường. Nàng ấy là thế, sư huynh linh đài lão ức lằng lăng trước thì gần, đi chân trời góc biển đi. Lý Trường Thọ vung tay lên, ném hai túi bảo bối cho Linh Nga. Linh Thạch bảo tài, tùy tiện hoa. Linh Nga nhất thời sáng lấp lánh, lộ ra nụ cười đơn thuần, đáng yêu mê người. Lại nửa canh giờ sau, đi qua chân trời góc biển, nhìn qua thiên ngoại hư không, Linh Nga cùng Lý Trường Thọ biến hóa thân hình, ở đây đại phường trấn bắt đầu chạy đông chạy tây. Lý Trường Thọ âm thầm phóng ra một chút uy áp đạo cảnh, làm cho phàm là luyện khí sĩ điều tra hắn đều dễ nhận thấy hắn không dễ trêu chọc sau đó hắn trở lại sau lưng với một chút nụ cười đi theo phía sau linh nga linh nga từ gian hàng của cửa hàng này chạy đến một quầy hàng khác trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy niềm vui tiêu thụ ánh mắt lý trường thọ vẫn đi theo bóng dáng nàng thỉnh thoảng cũng sẽ đánh giá một ít tiên nhân đạo cơ không tệ đại đạo hợp lại làm cho người bên ngoài có chút khẩn trương ngay sau đó linh nga dừng bước ở tiên y một con phố bắt đầu tìm kiếm những chiếc váy có phong cách mới lạ Lý Trường Thọ lặng lặng chờ ở bên cạnh, nhưng bằng khí chất cùng đạo cảnh uy áp, liền trở thành tồn tại dễ thấy nhất trên cả con phố. Linh Nga cách một hồi liền chạy về, trong miệng hô. Sư Huynh, cái này có đẹp không? Sư Huynh, ta muốn cái này cùng cái này. Cái này hình như rất thích hợp với Vân Tiêu Tỷ Tỷ, còn muốn chuẩn bị lễ vật cho hai vị tiên tử Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu. Lý Trường Thọ mỗi lần đều mỉm cười gật đầu, dụng tâm phát biểu một ít ý kiến của mình tận lực không đi qua loa cho có lệ vấn đề như vậy lúc này không thể một mực đi ca ngợi nữ tử cái loại này vi rượu tâm tình cực kỳ khó khống chế phải có một lập trường với các nàng đánh giá khách quan kiểu dáng kiểu dáng quần áo chứ không phải là một trận đúng 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 là người ăn mặc đều đẹp đặc biệt khi một người nữ tử rất thích một bộ quần áo đồ trang sức nam tử có thể nói chính xác những thiếu sót bệnh tật khiếm khuyết mà trên người người nữ tử đó không phù hợp và không như ý vậy lần sau nữ tử này muốn đến phường trấn mua sắm hoặc là tránh khu vực như vậy hoặc là sẽ không đối với nam tử này khởi xướng mời cùng lúc đó trong một tòa thành lớn ở nam hải bộ châu trong trạch viện dựng thẳng thạch bài khương phủ sang đèn kết hoa phú thương khương gia trong thành vui mừng đến lân nhi trong thành phàm là bộ tộc có họ không sai biệt lắm đều phái người đến chúc mừng bưng chính là cực kỳ náo nhiệt ở hậu viện khương phủ này một mái hiên tiểu lâu tương đối hẻo lánh ngọc đế hóa thân lặng lặng ngồi xếp bằng khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin Hết thầy đều nằm trong tay hắn. Trường Canh trọng tình trọng nghĩa, nhưng rất ít khi biểu đạt cảm xúc của mình. Tề Nguyên Lão đạo đối với Trường Canh ân trọng như núi, không chỉ truyền thụ đạo pháp của hắn, còn nuôi dưỡng hắn lớn lên. Tề Nguyên Lão đạo biến mất, đả kích Trường Canh khẳng định cực kỳ lớn. Cho nên Thuyên động kết luận, Trường Canh tất nhiên sẽ tới nơi này âm thầm quan sát Tề Nguyên Lão đạo chuyển thế thân khương thượng. Nói không chừng, lúc này Trường Canh ái khanh giấy đạo nhân đều đã trốn ở chỗ nào đó thuyên động xây dựng một bộ kế hoạch động viên trường canh ái khanh thoát khỏi khốn cảnh trước tiên ở đây cùng trường canh giả vờ ngẫu nhiên gặp sau đó mời trường canh đi chung quanh xem một chút thị sát thị sát phẩm tục bắt đầu từ thiên đình chính sự cùng trường canh mở đề tài nói chuyện rất vui vẻ tiếp theo thuyên động sẽ dẫn trường canh ngẫu nhiên đi ngang qua một con hẻm gặp phải một đám phàm nhân tổ chức tăng sự dùng tiếng khóc giống của phàm nhân gợi lên cảm xúc trường canh che giấu lại cùng uống rượu làm cho hắn uống say để cho hắn từng bước mở tâm nhĩ phun ra nỗi buồn trong lòng. Sau đó, vị tam giới chúa tể, cửu thiên ngọc đế của hắn, sẽ dùng một câu khóc đi, nơi này không có người khác, từ đó kéo gần khoảng cách giữa quân thần. Thuyên động dự đoán, đợt tâm tình khơi dẫn này làm xong, hắn có thể cùng cha mẹ canh ái khanh, từ quân thần thiết tả, biến thành kim ngọc chi kỳ. Nghĩ đến đây, thiêu động lộ ra một chút mỉm cười. Kỳ thật, hắn cũng không có biện pháp. Trường canh ái khanh đã hiểu rõ, đại kiếp nạn chấm dứt liền rời khỏi thiên đình, Thiên đình hoàn toàn đại hưng công thần lớn nhất, cũng không muốn hưởng thụ chúng sinh kính ngưỡng, thuyên động cũng chỉ có thể dùng phương pháp như vậy, thử giữ lại một chút. Giữa trường canh và lão sư, hẳn là đã có chút hiểu lầm. Ngọc đế hóa thân trong mắt hiện lên một chút suy tư, sau đó liền mỉm cười lắc đầu, nhắm mắt ngưng thần, chờ đợi ngẫu nhiên gặp đến. Vì vậy, nửa ngày sau. Sư huynh, chúng ta tiếp theo đi đâu chơi chứ? Ngươi có muốn đến Tam Tiên Đảo không? Lúc này mới đi dạo một cái lại thành cấp cái gì ta dẫn ngươi đi dạo quanh vương thành quài tộc đi trong biển có rất nhiều cảnh đẹp hẳn là sẽ làm cho ngươi mở rộng tầm mắt ừm ừm đi thôi sau đó ta dứt khoát làm một kế hoạch dẫn ngươi đi dạo các khu thắng cảnh lớn ở hồng hoang linh nga hoan hô một tiếng cũng là thật sự pha loãng thương bi sau khi sư phụ rời đi vì vậy ba năm sau khương phủ hậu viện trên mái hiên Thuyên động hai mắt vô thần nhìn chăm chú vào nam đồng mặc quần hở buộc lên trời đang chạy loạn đùa giỡn với thị vệ thị vệ trong sân chán không khỏi treo mấy đường hắc tuyến tiếp tục chờ đi hắn còn không tin nếu lý trường canh không đến đây hắn sẽ đem cái này hóa thân phế đi lập một cái khác lấy tên là tuân bộ động a à, đây chính là phương thức thực hiện thuyền mới mà thiên đạo chưa từng tưởng tượng qua thời gian ba năm kỳ thật cũng không đủ để đem ngũ bộ châu du ngoạn một lần nhưng lý trường thọ cũng không dám nhàn rỗi quá lâu chọn chọn một ít kỳ cảnh nam châu bốn hải dẫn linh nga đi qua chơi đùa một hai bọn họ từng ở vương thành tộc đông hải cưỡi tôm ra dài mấy trượng chạy như bay trong rừng san hô cũng từng tùy ý trôi nổi trên cánh đồng băng bắc hải thưởng thức tiên quang biến ảo trên không trung càng cùng với hải thần giáo giáo trong an thủy thành đốt lửa trại ca hát nhảy múa hy đến bình minh đi qua phường trấn nơi trung thần châu tiên nhân xếp chồng lên nhau Xem qua Hồng Hoang Viễn Cổ liền có chút nổi danh khắp nơi động thiên phúc địa. Có khi che giấu thân phận, cùng một ít tiên nhân thích nói chuyện phiếm, bắt quái bắt quái các loại chuyện không thể tưởng tượng nổi, có đôi khi Lý Trường Thọ cũng sẽ cố ý dùng gấy đạo nhân thiết kế một ít tình tiết, chọc cho Linh Nga cười đến tắt thở. Lý Trường Thọ cái gì cũng không nghĩ, cùng Linh Nga tuy rằng thân cận rất nhiều, nhưng cũng không có chuyện gì vượt quá quy củ. Cuộc sống sau này còn dài, hắn chỉ muốn Linh Nga cùng mình nhớ thêm một chút để cho Linh Nga đối với Hồng Hoang có thêm một chút ký ức. Cuộc sống tu tiên của nàng thật sự quá đơn bạc. Trước kia còn có thể dùng chuyên tâm cầu trường sinh để nhét vào, nhưng Linh Nga đã có trường sinh, nếu không ra gặp mặt thế giới, kinh nghiệm nhân sinh cũng quả thực quá đơn bạc. Lý Trường Thọ dù sao cũng là một lam tinh du tử thành thục, Thủy Trung không muốn thế giới Linh Nga chỉ có một mình hắn. Xem nhiều hơn, đi bộ nhiều hơn, kết bạn, gặp gỡ nhiều tiên tử hơn. Nam tiên thì thôi, đi chơi 3 năm, Linh Nga hoạt bát hơn rất nhiều. Lý Trường Thọ định điểm cuối là Tam Tiên Đảo, nhưng để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực, trước tiên hắn đi dạo một vòng quanh núi Tiên Giáo Diển Giáo, thăm Ngọc Đình Chân Nhân, thăm hỏi Âm Dương Đại Tiên. Linh Châu Tử Thần Hồn Thai Linh đã ổn định lại, Thái Ất Chân Nhân đã âm thầm tìm không ít người, đều cảm thấy cái này bất mãn, cái kia không hợp. Phạm Nhân phần lớn không hoàn mỹ, ánh mắt Thái Ất Chân Nhân cũng là thật kém chọn. Lý Trường Thọ đáy lòng tất nhiên là sáng suốt, Thái Ất Chân Nhân muốn tìm người có duyên là vợ chồng Lý Tĩnh, nhưng lý tĩnh lúc này còn chưa gặp được hai từ mình định mệnh thái ất chân nhân cũng chỉ có thể tiếp tục chờ một chút từ biệt thái ất chân nhân lý trường thọ liền mang theo linh nga trở về đông hải vừa mang theo linh nga đến hải vực phụ cận tam tiên đảo vân tiêu liền phát hiện sư huynh muội bọn họ lập tức ra ngoài nhanh đón cũng không biết là trùng hợp hay là tiệt giáo có tính toán tam tiên đảo đang có mấy đại đệ tử uống trà nghị sự giống như là chuyên môn chờ lý trường thọ trên thực tế chỉ là chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên sát kiếp chính thức khai mạc tiệt giáo tiên nhân đông đảo không ngừng có triệt giáo tiên hướng bích du cung bẩm báo nói bọn họ đạo tâm dao động luôn có ý niệm ra ngoài rõ ràng là kiếp hoạt động đa bảo đạo nhân gọi kim linh thánh mẫu vô đường thánh mẫu ở hải ngoại các triệt giáo tiên đảo dạo một vòng chấn an chấn an tiệt giáo tiên tri đạo tâm thuận thế liền tới tăng tiên đảo bọn họ tất nhiên là muốn mời vân tiêu liên lạc với lý trường thọ một chút hỏi một chút kiếp nạn tiếp theo như thế nào như vậy cũng có thể sớm tính toán nhưng lời này quả thật khó có thể mở miệng đang lúc đa bảo muốn rời đi cặp sư huynh muội lý trường thọ và linh nga lại nhẹ nhàng đến đa bảo đạo nhân mừng rỡ linh bảo trong tay từng khố từng khố bày ra để linh nga tùy tiện chọn tùy tiện chọn vạn loại pháp bảo bảo quang rực rỡ đem linh nga đều dọa có chút ngốc nghếch cũng là một món cũng không dám lấy cũng may vân tiêu lấy cớ dẫn linh nga đi tham quan tam tiên đảo giúp linh nga giải vây thuận tiện bản thân cũng rời khỏi lương đình uống trà lưu lý trường thọ một mình đối mặt với mấy vị sư huynh sư tỷ để Vân Tiêu cùng Linh Nga rời đi, Lý Trường Thọ lộ ra vài phần ôn hòa ý cười, chủ động mở miệng. Người không phải là người tốt sao? Mà nay sát kiếp đã phát hiện, Tam Dư thuốc có phát chỉ dáng xuống không? Có! Đa bảo đạo nhân thở dài, khuôn mặt hơi mộc kia viết đầy bất đắc dĩ. Sư tôn bảo ta chờ một tay, trước chờ một chút, chớ ra ngoài đi lại. Kim Linh Thánh mẫu thấp giọng nói. Kỳ thật lúc này nên nhanh đao chém loạn ma, trước tiên đem tây phương giáo hạ xuống đem cao thủ trong giáo của bọn họ lấp kiếp vận như thế chúng ta tiệt giáo cùng xiển giáo hai nhà đều có thể ít tổn thương chút nguyên khí đa bảo đạo nhân vội vàng trấn an kim linh việc này cũng không cần nhắc nhiều chúng ta tuân theo mệnh sư tôn là đủ rồi đúng trường canh có một chuyện vì huynh muốn tìm ngươi cầu chứng ồ lý trường thọ cười nói sư huynh có việc nói là được đa bảo nắm lấy thịt béo trên cầm mình trầm ngâm một hai chậm rãi nói Tề Nguyên đạo trưởng chuyển thế thân, nhưng là muốn tu hành. Đang đến, ba năm nay Lý Trường Thọ dẫn Linh Nga Du Sơn ngoạn thủy, kỳ thật cũng là có ý niệm tránh né việc này trong đầu, chỉ là không nghĩ tới, mình đến Tam Tiên Đảo không khéo cùng đa bảo đạo nhân đụng phải. Việc này ta cũng không biết, Lý Trường Thọ trong mắt toát ra vài phần cảm thương, thở dài. Sư huynh có điều không biết, sư phụ ta khi chuyển thế từng có lời, để cho ta không cần tìm hắn chuyển thế thân, an tâm làm việc cho Thiên Đình ta cũng chỉ đành tuân theo di mệnh của sư phụ nhịn không đi tìm thân chuyển thế của sư phụ mấy năm nay vì mở đạo sư muội ta dẫn nàng đi du ngoạn khắp nơi thật sự là không dám đặt chân vào nam thập bộ châu đa bảo đạo nhân cười nói việc này ngươi còn phải chú ý một hai ta chính là nghe nói có tiên hạc từ côn luân sơn bay tới nơi sư phụ ngươi chuyển thế vòng vo vài tuần trở về côn luân sơn cũng nghe nói đa bảo đạo nhân đột nhiên hạ thấp giọng thân thể nghiêng về phía trước thấp giọng nói thiên đình vì không để cho người lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thiên đế hóa thân tự mình thủ hộ xung quanh sư phụ người chuyển thế lý trường thọ ngọc đế bệ hạ đối với mình chiếu cố như thế quả nhiên hắn liền nói đi ngọc đế bình thường chính là làm bộ mình là một người thật sự trên thực tế đại trí nhược ngu thuần túy là vì ngày thường lời biếng ngọc đế đối với thế cục thiên địa tất nhiên có năng lực đọc đặc thù đương nhiên không thể loại trừ là ngọc đế thông qua thiên đạo dự đoán được nhưng mặc kệ như thế nào tâm ý của ngọc đế bệ hạ lý trường thọ tâm lĩnh nói thật ngọc đế có thể vì không để cho thần tử như hán bởi vậy mà khó xử hóa thân tự mình đi thủ hộ sư phụ truyền thế thân lý trường thọ đáy lòng một cỗ ấm áp không ngừng tàn sát bừa bãi đối với ngọc đế thậm chí nổi lên vài phần áy náy trước khi mình rời đi lưu lại cho ngọc đế bệ hạ một ít kế hoạch phát triển thiên đình đi thầy lý trường thọ vẫn không mở miệng đa bảo đạo nhân chủ động nói trường canh có cần phải để tề nguyên đạo trường truyền thế thân khương thượng bán nhập bích dù cùng chúng ta tu hành hay không sư tôn tất nhiên sẽ chiếu cố khương thượng rất nhiều lý trường thọ trầm ngâm vài tiếng nói sư thúc muốn thu đồ đệ là người nào kỳ thật không cần hỏi ta hơn nữa ta vốn là đệ tử sư phụ nuôi lớn làm sao làm được chủ của sư phụ đối với thân chuyển thế của sư phụ ta chỉ có thể tránh mà không gặp khương thượng là ai ta cũng chỉ có thể làm bộ như không biết đa bảo đạo nhân tinh tế thưởng thức sau đó trước mắt sáng người trực tiếp đứng dậy cười nói các ngươi uống trước, tán gẫu. Bần đạo đột nhiên có cảm ngộ, cái này trở về bế quan tu hành. Sức lời quay đầu mở ra một cái hư không chi động, chui vào trong đó trong nháy mắt biến mất vô tung, làm cho kim linh thánh mẫu, vô đường thánh mẫu đều có chút không hoàn hồn. Kim linh nhíu mày nói. Hai người các ngươi, âm thầm cân nhắc cái gì? Lý trường thọ lắc đầu cười, nhẹ nhàng vạch trần đề tài. Để đa bảo sư huynh đi thử một lần cũng tốt, thuận tiện còn có thể tham dò lực thu ni của hạ thiên đạo, ở trong đại kiếp nạn đến tổn cùng như thế nào. Lại nói đa bảo kia, đào động rời khỏi tam tiên đào, ở động đột quỵ nhanh như điện chớp, hỏa tốc chạy tới chỗ khương gia nam ung bộ. À, những bông hoa trong sân đang nở một lần nữa. Đáy lòng thuyên động nổi lên ý niệm như vậy, trong mắt mang theo một chút mệt mỏi. Ba năm. Ba năm nay hắn có biết hắn đến đây như thế nào không? Phàm Trần Thế Vân yên lượn lờ, lòng người hiểm ác, tàn hồn chiêu chiêu, thế gian ô chọc cùng nhân tính không chịu nổi, phảng phất nhiều đang nhắc nhở hắn ngọc hoàng đại đế này con đường phía trước trở lại dài cũng may thiên đình cần hắn hỏi qua sự vụ không nhiều lắm chuyện nhỏ tìm một công đại sự có trường canh mà thiên đình đến nay đại sự tập trung bộc phát trong ngàn năm gần đây lúc trước bởi vì cảm giác tồn tại quá thấp và lại có thánh nhân hóa thân tọa chấn, ngọc đế như hắn một phần tố biểu không chuẩn đều có thể ở trong tay mấy ngàn năm khi đó cũng quản lý khí tượng tự nhiên thiên tai ôn dịch ở nam thiêm bộ châu nào giống như bây giờ dưới chín ngày mệnh thiên đình không ai dám bất tôn trong tam giới thánh nhân đại giáo cũng phải lui về tam giá những đại thiên thế giới kia dần dần được thiên đình khống chế mỗi một đạo thiên lệnh của mình hơi có chút không ổn đều sẽ dẫn đến hậu quả không thể lường trước được lúc này mới có bộ dáng thiên đế đồng dạng cũng gánh vác gánh nặng thiên đế thuyên động kỳ thật áp lực cũng rất lớn dù sao lúc trước hắn chỉ là đồng tử trước khi đạo tổ giá giá lần đầu làm thiên đế cũng không có huấn luyện hệ thống gì cũng may hắn có đạo tổ lão ra chỉ định thái thanh sư huynh cho phép phương thức giải áp tìm trường canh trường canh thật sự là một người rượu nhân thuyên động nhớ tới đây tâm khí nhất thời thông thuận rất nhiều trong tầm mắt thành phàm tục khi hoàng hôn có một loại mị lực khác phàm là thương nhân gánh vác gánh nặng bước lên đường trở về nhà giàu đóng cửa chính trạch viện hài đồng ở đường phố chơi đùa đùa dẫn đây thực sự chỉ là một phần của tình hình thuyên động đột nhiên hiểu được vì sao trường canh ái khanh cùng mình thỏa thuận với mình phong thần đại kiếp rất nhiều chi tiết nhiều lần nhắc tới hai chữ phẩm tính không nói những thứ khác chỉ riêng khương ra đại viện này người có phẩm tính ưu tú cho ngọc đế cảm giác cũng có chút thoải mái người có phẩm tính ác liệt làm cho ngọc đế luôn có sức động tác xuống nhưng dù sao hắn cũng là chúa tề tam giới so đo với tiểu nhân thế gian thành thế thống gì thiên đình sau này bổ nhiệm văn thần võ tướng chính thần tán tiên lấy phẩm tính là mục tiêu quan trọng nhất tiếp theo là tâm trí ngoại tướng tiếp theo mới là thần thông pháp lực. Pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, ở trước mặt thiên đạo vẫn là cho bụi, có ích lợi gì. Ngoại hình tốt hơn một chút, ít nhất còn có thể gia tăng một ít mị lực cá nhân. Cho nên nói, thuyên động ở nơi này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, mặc dù không có trở lý trường thọ, nhưng đối với nhân vật thiên đế này, có hiểu biết sâu sắc hơn. Chính là... Trường cánh chẳng lẽ, thật sự không muốn tới gặp khương thượng này. Ngọc đế hóa thân trầm ngâm một hai, quyết định đợi thêm nửa năm nữa, nếu Lý Trường Thọ không đến, hắn liền chủ động đi Thái Bạch Điện, mang lại sự ấm áp, đến đỉnh đầu của canh dài. Vừa nghĩ đến trường canh ái khanh ở trước mặt mình biểu lộ ra một mặt chân tình. Ừ, hai mắt thuyên động mở ra một khe hở, bên trong có tinh quang lái ra, nhìn về phía vị trí bên trái. Nơi đó, một đoàn sương mù chậm rãi ngưng tụ thành, che lấp tầm mắt phàm nhân. Càn khôn xuất hiện một ngụm xoáy, bên trong chậm rãi bay ra một đạo nhân hơi mập, mặc trường bào rộng thùng thình, trải tóc phiêu giật, phát hiện phía sau liền là một đạo chiếu. Bái kiến ngọc đế sư thúc. Ồ, oh, thuyên động những mày, hai mắt hoàn toàn mở ra. Ta hoàn đạo là ai, lại quấy nhiễu càn khôn khẽ động, không ngờ lại là đa bảo sư điệt. Sư điệt đến nơi này, vì sao phải làm gì? Đa bảo đạo nhân lộ ra vài phần ý cười thật thà, hai tay cất ở trong tay áo, nâng lên trước người, cười nói. Ngọc đế sư thúc, sư điệt lần này đến đây, tất nhiên là có một chuyện vui. Hì từ đâu tới? Đa bảo đạo nhân ôn nhu nói. Hải đồng khương thượng nhà này, thiên tư thông tuệ, có số mệnh trong người, ta muốn đem hán tiến cử cho sư tôn nhà ta thu làm đệ tử, truyền thụ dựa phát trường sinh của hán, giúp hắn tu hành đắc đạo. Là chuyện vui như vậy. A, à, Thuyên động gật gật đầu, theo đó liền cười khẽ một tiếng, hiểu được ý tứ của đa bảo. Tiên giáo đây là nhắm vào chuyển thế thân của sư phụ Trường Canh, muốn đem chuyển thế thân của sư phụ Trường Canh thu vào tiệt giáo, dùng cái này cùng Trường Canh sâu sắc giảng buộc. Hư! Quả nhiên là không đem ngọc đế này của hán để ở trong mắt, vân tiêu tiên tử cùng Trường Canh tình đầu ý hợp, tạm thời cũng không mà cái gì. Nhận lấy Khương Thượng, không phải là muốn cho Trường Canh khi chủ trì phong thần đại kiếp nạn thiên vị tiệt giáo sao? Ngọc đế hóa thần sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Hắn không cần đối với ai hư cùng ủy cũng không cần nhìn sắc mặt của ai, cho dù là đối mặt đạo tổ lão gia cũng có thể trượng nghĩa chấp ngôn trực tiếp tâm ý coi như là lúc này đối mặt truyền giáo nói chuyện cũng không cần cho hắn nửa điểm thể diện đây là thiên đế thuyền động chậm rãi nói ta xem khương thượng này số mệnh mặc dù có thể từ chất chẳng qua ngộ tính cũng không phải thiên độc hậu như thế nào lại bị thông thiên sư huynh coi trọng đa bảo đạo nhân dường như sớm biết như thế ở bên cạnh cười nói sư thúc ngài hiểu lầm rồi là đệ tử dẫn khương thượng đi bích du cung bái thỉnh sư tôn thu đồ đệ sắc mặt thiều động có chút lạnh lùng ý tứ của ngươi là thông thiên sư huynh có thu đồ đệ hay không hay là không biết không chừng khương thượng đi tiệt giáo các ngươi chỉ là làm đệ tử đời thứ ba đa bảo đã hiểu được lúc này thuyên động coi khương thượng là người một nhà của thiên đình đang tức giận tiệt giáo đối với khương thượng không coi trọng đa bảo vội vàng nói sư thúc đệ tử nói như vậy chỉ là bởi vì còn chưa bẩm báo sư tôn phàm là đệ tử đem khương thượng mang về bích du cung sư tôn nhất định sẽ thu khương thượng làm đồ đệ ta triệt giáo từ trên xuống dưới nhất định sẽ vô cùng chân quý sốc lòng dạy dỗ để cho hắn sớm ngày đắc đạo trường sinh a à, nói rất đẹp khóe miệng thuyên động khẽ nhích lên ánh mắt lại nhìn về phía khương phủ bên kia lạnh nhạt nói đều đi ra đi cần gì phải trốn tránh ta ngồi nhàn rỗi ở đây ba năm còn không biết các ngươi ở nơi này sao thầy đang nói xuống Quay người tàn mát ra uy áp của thiên đế chỉ có cao thủ mới có thể nhận thấy khương phủ các nơi đầu tiên bình tĩnh một hồi sau đó liền có tiên quang đảo qua phàm nhân trong phủ đều mê man sau đó tiên quang từ mọi ngóc ngách từ bốn phương tám hướng sáng lên trên nóc xương phòng đi ra hai con phi trùng hóa thành hai vị long thủ lão giả từ chậu hoa phòng khách chui ra ba đạo lưu quang lại là ba gã lão đạo quần áo vá vá chó canh gác hậu viện run rẩy vài cái hóa thành một cỗ tiên khí lại là một lão ẩu yêu tộc toàn thân phiếm công đức bảo quang lại có một thị nữ vốn làm bộ làm mê man cười xấu hổ đứng dậy nhìn bốn phía lấy ra ngọc bài của thánh mẫu cung trong góc bay ra hai gã quỷ tướng địa phủ giờ phút này nhìn trái phải trợn mắt cứng lưỡi nó không phải là kết thúc từ trong rừng ngoài thành một gã trung niên đạo già đứng dậy từng bước bước ra đã đến bầu trời khương phủ hành lễ với thuyên động lại là sơ giáo 12 kim tiên tiên thủ quang thành tử nhiều như vậy lúc trước hắn cũng không chú ý nhìn cụ, nó không quan trọng. Thăng động hử lạnh một tiếng, thần quang trong mắt lóe ra. Hai gã quỷ tướng kia vội vàng quỳ xuống dập đầu, thân hình hóa thành một trận sương mù tiêu tán. Thánh mẫu cung tiên tử cúi người hành lễ, lại là thăng lên không trung, ở phía sau đa bảo đạo nhân rơi xuống vị trí. Ba lão đạo Tây Phương Giáo không nói một lời, là một đạo trặc liền muốn lui đi, đa bảo đạo nhân thấy thế lập tức muốn tiến về phía trước. Kiếp sám vô ích, há có thể không dương. Nhưng quảng thành tử lộ ra vài phần mỉm cười, cười nói. Đa bảo sư đệ, người lại đến chậm một bước, không dấu vết đem đa bảo đạo nhân ngăn lại. Ba gã lão đạo kia cúi đầu chạy đi, đảo mắt bỏ chạy mấy trăm dặm, nhanh như chớp biến mất. Đa bảo đạo nhân cũng không buồn, cười nói. Quảng thành tử sư huynh trùng hợp như vậy cũng ở đây. Cũng không phải trùng hợp. Quảng thành tử ôn nhu nói. Bần đạo phụ mệnh lão sư, ở chỗ này chờ đã lâu, âm thầm bảo vệ xiển giáo đệ thập tam kim tiên trong mắt đa bảo đạo nhân tinh mang trượt lóe thầy động bên cạnh không khỏi lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhạt ngọc đế bệ hạ tuy rằng đối với việc xử lý chính vụ thiên đình không có tâm đắc gì nhưng hắn đã trải qua viễn cổ thượng cổ ở chức giá đạo tổ phụng dưỡng hồi lâu thấy nhiều loại này âm thầm trào phúng âm thầm tranh đấu quảng thành tử này có pháp chỉ thánh nhân hay không ngọc đế tự nhiên không rõ ràng lắm nhưng đợt này quảng thành tử đưa ra giá cả vững vàng áp đảo đa bảo đạo nhân đa bảo đạo nhân chính là an tâm phủ khí nóng này sốt ruột ra tay thiệt thòi, không chú ý tới quàng thành tử đang trốn tránh bên ngoài thành. Được ra phong này, xiển giáo đã thắng. Nhưng nhìn bộ dáng đa bảo đạo nhân, tự hồ còn muốn dãy rộ một chút. Quả nhiên, đa bảo đạo nhân cười nói. Không nghĩ tới, nhị sư bá lại với ý đệ tử như vậy. Theo lý thuyết, nhị sư bá đã coi trọng trước, bần đạo cũng không nên nói thêm gì, nhưng việc này có nên hỏi trường canh sư đệ hay không? Dù sao thân phận Khương Thượng ta đều biết, quan hệ với trường canh sư đệ có chút mật thiết. Quảng Thành Tử lại nói. Khương Thượng kiếp trước đã cùng trường canh sư đệ trả đất nhân quả, trường canh sư đệ từng chính miệng hứa hẹn với thánh mẫu sư thúc, vừa vặn có nữ hộ cung tiên tử ở đây, sư đệ vừa hỏi liền biết. Đa bảo đạo nhân nhìn về phía tiên tử kia, người sau lại mỉm cười, hai mắt híp lại, vừa không mở miệng, cũng không rời đi. Ai không có một vị thánh nào đằng sau họ? Cục diện, đột nhiên có chút rằng co. Thuyên động lại không sợ chuyện lớn giơ tay lên, trực tiếp bảo vệ hài đồng Khương Thượng đang mê man, đáy lòng đột nhiên có một ý nghĩ lớn mật. Nếu không, hả? Một lát sau, Quảng Thành Tử phá vỡ sự trầm mặc trên bầu trời khương phủ, cười nói. Đa bảo sư đệ tự hồ còn chưa bỏ đi niệm trong đầu. Ai? Đa bảo chắp tay, cười thở dài. Kỳ thật vốn không nên cùng sư huynh tranh đoạt vị sư đệ này, nhưng Khương còn chưa bái vào diền giáo, bần đạo tóm lại là có chút ý nghĩ. Quảng Thành Tử ý cười thu liễm, lạnh nhạt nói đạo hữu hôm nay chẳng lẽ là cố ý khó xử, cố ý làm hòng duyên pháp triển giáo ta. Đạo huynh lời này khác biệt. Đa bảo đạo nhân mỉm cười đối diện, cùng quàng thành tử ánh mắt nhìn nhau, tựa hồ có hai đạo tia chớp nhỏ ở giữa không trung đối diện. Cả tòa đại thành, đột nhiên như hầm băng. Tam tiên đảo, Lý Trường Thọ đang cùng hai vị tiên tử tỷ tỷ tán gẫu lúc này cao mày, nói với Kim Linh Thánh Mẫu cùng vô đường Thánh Mẫu. Thiên đình xảy ra chút chuyện, ta đi xử trí một phen sau đó thân hình lui về phía sau, nhắm mắt ngưng thần ở ngoài tiên đình, tâm thần dịch chuyển, nam huy bộ châu, khương phủ, sân sao. Tỷ nữ phụ trách đút cơm đút nước cho tiểu thiếu gia khương gia mở mắt ra, nhưng theo đó lại nhắm lại. Trong phòng bếp, đầu bếp khương phủ chủ đầu bếp đại sư phụ rưỡi người đứng dậy, đem thái đao trong tay băng lên bằng rau, thản nhiên đi ra ngoài. Trong ba năm qua, từng tướng đó, sư phụ tự có thiên đạo bảo vệ, ta không cần quan nhiều. Không sao, sư phụ không còn quan hệ gì với ta nữa ta hiện thân cũng không tốt. Cái này kỳ thật cũng không có biện pháp. Thiên đạo trung quy là không hoàn mỹ, là khó toàn, đại đạo năm mươi trốn đi một, khai thiên tích địa đều chỉ là bổ 49 búa, đây đều là có chú ý. Thiên đạo che chở khương thượng, cũng chỉ có thể đến 9 phần 8. Hắn thử bổ sung 0,2, cũng chẳng qua là nhấc tay chi lao, làm một chút kim tiên cảnh kim đan giấy đạo nhân ẩn nấp ở bên cạnh canh giữ, phòng ngừa vạn nhất, cũng rất bình thường mà. Nhìn kìa, đây không phải là vừa vạn để đến cứu đầu bếp kia bay lên không trung lát mình biến đổi hóa thành thanh niên đạo giả thường dùng của lý trường thọ ngụy trang đối với ngọc để hóa thân đa bảo đạo nhân quang thành từ lúc này để hắc tuyến lộ ra nụ cười có chút xấu hổ cái này hô thân hình thuyên động trượt lóe trực tiếp xuất hiện phía sau lý trường thọ giấy đạo nhân trong hai mắt thiếu đốt hồng quang một đôi bàn tay to như rắt sắt bóp cổ lý trường thọ giấy đạo nhân em lý trường thọ quang thành cỏ tiền người đã trốn dưới mí mắt ta trong ba năm. Bệ hạ, thứ lỗi, bản lĩnh ẩn nấp của ngài quá mạnh, tiểu thần không phát hiện ngài ở đây, hay là ngài vừa rồi chủ động biểu lộ khí tức, khụ khụ. Ồ, thuyền động lập tức giải khí, buông cổ lý trường thọ giấy ra, cười nói. Ừm, đạo lý như vậy. Ai, lý trường thọ lộ ra vài phần chân thành mỉm cười. Đa bảo thấy thế cúi đầu bĩu môi, quảng thành tử chắp tay nhìn trời, Tiên tử thánh mẫu khung che miệng cười khẽ. Ngọc đế bệ hạ, điều này là quá tốt để giải quyết. Một lát sau, khương phủ hậu viện, tinh dạ mơ hồ, ánh trăng như nước, từng phàm nhân mê man ở các nơi được lý trường thọ dùng tiên lực nâng đến chỗ ở ban đầu của bọn họ, cũng dùng tiên lực bao phủ một tòa nhà nhỏ ở hậu viện. Hải đồng khương thượng đang ngủ say ở lầu hai tiểu lâu, mà lý trường thọ mời ngọc đế hóa thân, quảng thành tử, đa bảo đạo nhân, thánh mẫu cung tiên tử cùng ngồi ở dưới lầu bày yến hội lúc trước làm cho khương thượng ông bà lấy ra một chút rượu ngon thường gặp lý trường thọ liền cười ha hả gọi hai vị sư huynh uống rượu ăn lý trường thọ bình tĩnh giống như mình chưa từng nói những lời mặc kệ nơi này chỉ cần mình không cảm thấy xấu hổ vậy xấu hổ chính là người khác quảng thành tử cùng đa bảo đạo nhân giờ phút này đều có chức ngượng ngùng nhất là đa bảo đạo nhân giờ phút này ra mặt đều hơi phếm hồng ngược lại quảng thành tử chấn định rất nhiều nhưng cũng không dám nhìn hai mắt lý trường thọ hiển nhiên hai vị đại sư huynh này đều là không có được pháp chỉ của thánh nhân muốn dùng khương thượng tính kế thái bạch kim tinh như hắn cho nên tới nơi này mà giờ phút này đa bảo đạo nhân ngượng ngùng là thật sự ngượng ngùng quảng thành tử biểu hiện ra ngượng ngùng hẳn là muốn sau này thuận thế bồi lễ xin lỗi tránh cho lý trường thọ hỏi thánh nhân pháp chỉ ở đâu thuần túy có chút trở dạ mà thôi lúc này ngọc đế hóa thân ngồi ở chủ vị cũng chính là đơn thuần ngồi ở đó xem hai đại giáo đại sư huynh đối phó cục diện trước mắt như thế nào Nhìn bọn họ khi đối mặt trường canh ái khanh khắp nơi bị động, thưởng thức hai vị này từng không đem thiên đình để vào mắt, hiện giờ lại không thể không lo lắng đắc tội thiên đình, hậu quả đại năng đại thần thông giả, biểu tình vi rượu lại hấp dẫn người khác. Thật thú vị. Rượu qua ba tuần, đồ ăn không biết vị. Tiên tử kia lại là người đầu tiên mở miệng. Tinh quân đại nhân, nô gia có thể nói một câu ngoài đề tài sao? Tiên tử nói là được. Tiên tử này khuôn mặt xinh đẹp hàm xuân, mắt rượu sinh quang người cơ hồ đều muốn trực tiếp nhào tới, khắc chế thấp giọng nói. Mấy năm nay đồ ăn đều là ngài làm sao? Vân tiêu tiên tử cùng Linh Nga tiên tử cũng có hạnh phúc. Lý trường thọ cười lắc đầu. Hạnh phúc của họ, ngươi không thể tưởng tượng ở tất cả. Cụ, nói chính sự. Tiên tử vì sao lại tới đây? Chỉ là phụng mệnh nương nương, đến đây âm thầm thủ hộ khương thượng, vẫn chưa có nửa điểm lưu đồ. Tiên tử này nói xong, lại lập tức giơ tay lên, nhưng đối với thiên đạo lập thể ngón tay thuyên động khẽ động trên lầu nhỏ nhất thời vang lên tiếng giấm ầm ầm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt của tiên tử một trận cái này lại nói không nên lời thiếu chút nữa đứng dậy quỳ xuống với lý trường thọ nó cũng khá thú vị lý trường thọ cười nói vậy thì có lao tiên tử tiếp tục thủ hộ ai nên nên ngài không trách nô ra tội lỗi là tốt rồi lý trường thọ gật gật đầu sau đó đem ánh mắt rời về phía quảng thành tử cùng đa bảo đạo nhân, bên miệng mang theo chút mỉm cười, thanh âm cũng rất hòa hoãn, hoặc là nói ôn nhu. Nhưng phân lượng lời nói lại làm cho quảng thành tử cùng đa bảo đạo nhân đều thoáng thay đổi sắc mặt. Hai vị sư huynh, chấp trưởng sạc triệt chi giáo vụ, được hai vị sư thúc tín nhiệm nhất, hôm nay nếu ta không hiện thân, có phải muốn ở nơi này là một hồi đấu pháp hay không? Bên ngoài đạo môn, đã vô địch. Nhiều năm như vậy, Ta từng bước cắt bỏ cánh chim Tây Phương Giáo, đánh đi số mệnh, áp xúc khu vực bọn họ có thể di chuyển né tránh. Hai vị sư huynh thật sự cũng chỉ có thể nhìn thấy trong giáo của mình, không muốn nhìn đạo tự đỉnh đầu này. Đầu tiên có đạo môn, sau đó mới có người, diền, tiệt tam giáo. Chúng ta không phải đều tự xưng là môn đệ tử một tiếng sao. Trường canh, cái này, đa bảo đạo nhân có chút duyên đặc, sau đó khẽ thở dài một tiếng. Sư huynh rốt ruột, làm sai, lần thứ hai buổi lễ trong ngươi quảng thành tử lại nói đại kiếp nạn trước mắt ngoại trừ tự bảo vệ mình không dành hắn cố gắng lý trường thọ cười nói lời này của sư huynh chẳng lẽ là liên thủ với diền giáo cùng tây phương giáo làm điệm. lời này sư đệ quá mức sắc bén quảng thành tử nghiêm mặt nói đệ tử diền giáo ta gót chân thanh chính phúc nguyên thâm hậu đều tự hào có thể bá nhập môn hạ của lão sư mà nay đại kiếp nạn ở phía trước Triệt giáo dẫn phát đại kiếp nạn như vậy trên dưới, đã tụ thế như nước lũ mà lên. Chẳng lẽ, quả nhiên là để cho xiền giáo ta bị chúng sư đệ sư muội tiệt giáo quần khởi mà tấn công, vây công mà phá, toàn bộ đại kiếp nạn như thế, cũng toàn bộ tâm ý của sư đệ đối với tiệt giáo. Ta tiệt giáo chưa từng có ý nghĩ như vậy, đa bảo đạo nhân như mày nói. Nếu không phải trong tử tiêu cung, xiền giáo không muốn tử thương một đệ tử, dẫn đến mấy vị thánh nhân không vui mà tan, hôm nay nói không chừng sớm đã nghĩ ra phương pháp ứng đối đại kiếp nạn. Quảng Thành Tử nói, Đại kiếp nạn vốn là nhằm vào thiên địa nghiệp chướng, nhằm vào nghiệp chướng sinh linh, đệ tử xiển giáo ta thanh tu đến nay, rất ít người làm việc sát nghiệt, lại càng là từng làm công lao giáo hóa nhân tộc. Bần đạo có một đệ tử, chính là tiên hiền nhân tộc trong hòa vận động. Thiệt thòi nhiều nhất cho nhân tộc là tiệt giáo, làm sao có thể đem xiển giáo ta cũng liên lụy vào trong đại kiếp nạn này, cùng các người tổn hại. Dựa theo ý của thông thiên sư thúc ngày đó, Tiên giáo tổn hại ba ngàn, diền giáo tổn hại ba trăm, và sau đó thì sao? Tiên giáo tiên mấy vạn, xiển giáo ta trên dưới vốn chỉ có mấy trăm đệ tử, làm thế nào lão sư có thể đồng ý? Ta bảo đạo nhân định giọng nói, đệ tử tiệt giáo ta cũng không phải là đệ tử đạo môn, xiển giáo thu đồ đệ chọn lựa, chẳng lẽ còn muốn trách chúng ta sao? Ta tiệt giáo chưa từng ăn cản xiển giáo thu đồ đệ. Lời này của sư đệ không khỏi cường từ đoạt lý thật sự là sư huynh ngươi nói quá khó nghe một chút tiền giáo ta nhiều tiên chính là tội quảng thành tử nhớ mày đa bảo đạo nhân sắc mặt đỏ lên hai người mặc dù không lộ ra nửa điểm uy áp nhưng lúc này lại cho tiên tử cảm giác áp bách lớn lao hai vị sư huynh sư đệ ngươi quyết định đi quảng thành tử sau đó nhượng bộ nửa bước khẽ thở dài khương thượng bái vào nhà nào trở thành đệ tử thánh nhân nhà nào lý trường thọ cái này à được rồi, chớ tranh, thuyền động ném chén rượu trong tay. Khương thượng đệ tử này, ta. Véo. Âm âm. Bên ngoài tiểu lâu đột nhiên xuất hiện một đạo từ hồng sắc thần lôi, sau đó là một trận sấm rồng nổ vang. Thuyền động chớp chớp mắt, trong miệng thay đổi đầu câu, thuận thế nói. Ừm khụ, ta cảm thấy tạm thời không cần kết luận, không bằng lưỡng giáo mỗi người lui một bước, giao cho thiên ý quyết định. Hai giáo cũng không phải, ngay cả thiên ý cũng phải cãi nhau chứ. Lý Trường Thọ thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng lại có chút tiếc nuối.